Tàu lặn Titan bị ép bẹp, 5 người trên khoang thiệt mạng. Tuần duyên Mỹ cho biết, các mảnh vỡ thu thập được cho thấy tàu lặn Titan đã bị ép bẹp thảm khốc khiến cho 5 người trên khoang thiệt mạng. Trong một cuộc họp báo tại thành phố Boston, bang Massachusetts chiều ngày 22 tháng 6, rạng sáng ngày 23 tháng 6 theo giờ Hà Nội, chuẩn đô đốc lực lượng tuần duyên Mỹ John Mauger cho biết, phương tiện tự hành dưới nước triển khai từ tàu Canada đã phát hiện đám mảnh vỡ từ tàu Titan cách mũi tàu Titanic khoảng 488 mét ở độ sâu 4.000 mét ở Bắc Đại Tây Dương. Theo các cơ quan chức năng, 5 mảnh vỡ chính của tàu lặn dài 6,7 mét đã được tìm thấy trong đám mảnh vỡ còn sót lại sau khi tàu bị phân tách. Những mảnh vỡ cho thấy có một vụ ép bẹp thảm khốc đã xảy ra ở buồng áp suất, ông Mauger cho hay. Ngay trước cuộc họp báo của tuần duyên Mỹ, thì OceanGate, công ty vận hành tàu lặn Titan đã ra tuyên bố rằng không có một ai sống sót, trong đó có cả người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty là ông Stockton Rush. Được biết, ông Rush chính là người vận hành con tàu. Các hành khách xấu số còn lại lần lượt là tỷ phú và nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, 58 tuổi, doanh nhân gốc Pakistan Sadada Daoud, 48 tuổi, cùng với con trai 19 tuổi là Suman Daoud, đều là công dân nước Anh, và nhà hải dương học quốc tịch Pháp kiêm chuyên gia nổi tiếng về tàu Titanic Paul Henri Nacholet, 77 tuổi.